Hôm nay mang tới các bạn một tin sốc, mình sẽ giảm giá đô la RBL Lan Sơ 99. Mức giá giảm cực kỳ sốc, giảm 1 triệu, cực kỳ sốc luôn. Thì bạn nào xem video để đang muốn sở hữu một cặp loa RBL với bát khủng từ Anico thì hãy sớm liên hệ mình nhé. Thì giá cũ là 18,5, giá mới là mình bán 17,5 triệu. Thì chỉ giảm trong vòng 3 ngày thôi. Các bạn lưu ý nha. Tại vì sao? Tại vì mình giảm như vậy thì mình muốn là ra hàng để mình về hàng mới, chứ hôm sau nếu có hàng nó vẫn là 18,5 triệu nha các bạn. Đô la RBL Lancer 99 này thì nó trước hết là cái lưới, cái dòng này thì nó có hai phiên bản, một phiên bản là lưới bằng caro, nó có những cái hoa văn caro giống như mắt cáo nhưng mà nó là lưới nhựa. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản chúng ta đang xem, thì phiên bản này là lưới bố, thì cũng là nguyên riêng hết nha các bạn, chứ các bạn đừng nghĩ là phiên bản này là làm lại lưới nha. Khung gỗ lưới bố và e can thì nó nằm ở dưới đây. Đây là dòng loa mà chỉ có hai loa thôi, một loa bass 36 và một loa treble, nhưng mà thật sự chất âm nó mang lại cho chúng ta thì khó mà có thể chê được. Nếu như các bạn chỉ có bỏ ra cái tầm tiền khoảng 25 triệu đô la thì cặp loa này cực kỳ đáng chơi, mặc dù nó chỉ là bây giờ thì mình đang giảm giá, nhưng mà giá chính của nó là 18,5 thì mình nghe rất là nhiều đời, nhưng mà có thể nó ngang ngửa với những dòng loa khoảng 25 triệu đô la. Chất âm rất là mộc mạc, bass rất là sâu. RBL Lancer 99 thì nó được sản xuất vào năm 1979 với cái thiết kế gồm hai loa và một nấm tinh chỉnh phía sau. Tinh chỉnh phía sau thì nó để chỉnh dãy cao, lát nữa mình sẽ quay cho các bạn nhìn. Loa có trợ kháng là 8 ohm và công suất là từ 35 cho đến 100W nha các bạn. Để mình quay cận cảnh cho các bạn nhìn. Thông gỗ của nó còn nguyên nha, không chưa có mong mái gì hết. Đây là cái bát 36 từ Anico. Cổ từ này rất là hiếm và nó sử dụng trong những dòng loa cao cấp của RBL. Những dòng loa rẻ tiền của RBL thì không có cái cổ này đâu nha. Lưu ý cho mình là vậy. Màn còn trắng tinh luôn, cực kỳ đẹp. Rồi bây giờ mình quay ra phía sau cho các bạn nhìn. Đây là cái tem giọt nước này, cái tem này là nó nhô ra. Thì dòng RBL nó có nhiều loại tem, phía sau này có nhiều cái nó dán một cái tem bằng nhôm, và đây là cái tem bằng nó một cái miếng là miếng nhựa dày. Đó, tem giọt nước này. Thai S99, Lancer 99. Đây là cái nấm để ta tăng giảm 3 nấm cao thấp trung bình. Đây là chỗ gắn dây loa, bạn nhắn thì nó lộ ra một cái lỗ, chúng ta sọt dây loa vào, chúng ta gắn mỏ chim nha, trong bắp chuối. Dây thì mình có bán cái loại mỏ chim này, loại dẹp này là 4,5, còn loại tròn to là 600. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức nhạc nhé. Thì đừng quay là bên mình vẫn bán nhạc chất lượng cao, một USB là 800.000, 128GB, còn một ổ cứng là 1.000GB, giá là 2 triệu. Tùy cái nhu cầu thì bạn có thể sử dụng cho nó phù hợp. USB thì nó chứa được khoảng gần 200 cuốn đĩa, và ổ cứng thì khoảng 1.500 cuốn đĩa. Rồi đây đi, trăng trên trên
xuyên ánh quang mạnh. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên sóng xa anh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đèn vì đêm mau. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu. Bước chân ai qua mông dưới mưa nghe nao nao. Nếu chợt nghe tim ấm.
tường thật là cao, có cây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng chỉ đâu.